Sáng nay, Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị nghe Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn của tỉnh báo cáo tiến độ kết quả công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Đồng chí Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban chấp hành đảng bộ tỉnh. Báo cáo của Thường trực Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn của tỉnh, các tiểu ban phục vụ lễ kỷ niệm và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cho biết, đến nay các mặt công tác chuẩn bị tổ chức lễ dân hương, dân hoa, lễ kỷ niệm cấp quốc gia 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, hội thảo khoa học cấp quốc gia, chương trình nghệ thuật chính luận trực tiếp và các hoạt động phối hợp với Trung ương, các hoạt động do tỉnh tổ chức đã được thực hiện đúng tiến độ. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, ghi nhận sự nỗ lực của các sở ngành và địa phương trong chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt và các hoạt động có liên quan. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy cũng yêu cầu từng sở, ban ngành và các địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trung ương hoàn chỉnh các mặt công tác chuẩn bị của từng tiểu bang, trong đó tập trung rà soát lại toàn bộ khâu khánh tiết, hậu cần, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đồng thời thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh.